Quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 10 tháng 4. Thưa quý vị và các bạn, dự báo trong đêm nay và sáng mai, nền nhiệt ở Bắc Bộ có xu hướng tiếp tục tăng thêm. Trong đêm nay thì không mưa, ngày trời nắng mạnh từ sớm, nền nhiệt trong ngày mai vì thế cũng tăng nhanh, với mức nhiệt cao nhất trong ngày mai phổ biến từ 30 đến 33 độ. Cục bộ một số nơi thuộc khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng nóng từ 34 đến 37 độ. Tuy nhiên, từ ngày thứ Tư, ngày 13 tháng 4 sắp tới, do ảnh hưởng bởi áp thấp có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, sẽ gây ra một đợt mưa nhỏ, mưa vừa cho các khu vực ở Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Đối với các tỉnh miền Trung, trong ngày mai, nắng cũng xuất hiện từ sớm. Ở các huyện vùng núi phía Tây dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế xuất hiện hiệu ứng gió phơn làm cho nhiệt độ tăng cao lên mức từ 35 đến 38 độ, trời nắng nóng. Ở các huyện Trung Du và vùng ven biển của khu vực này cũng như vùng từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, dù không chịu ảnh hưởng của gió phơn nhưng do có nắng từ sớm nên cường độ nắng mạnh. Vì vậy nhiệt độ cũng tăng lên mức từ 31 đến 37 độ, trời oi bức và nóng trong khoảng trưa và đầu giờ chiều. Lưu xuống ở phía Nam, dự báo trong đêm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ không mưa, ngày thì trời nắng mạnh, mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 31 đến 33 độ. Còn đối với các tỉnh thành phố Nam Bộ, nhiệt độ cũng ở mức cao từ 33 đến 38 độ. Trên biển, dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng từ 5 đến 8 độ vĩ bắc, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.